Hiện tại Thành đang đi chơi đêm ở quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Là một quảng trường rất rộng rãi. Tầm này thì nó trời rất chỉ là mát và mọi người cũng có lẽ khuya rồi. Bây giờ thì nó cũng đến 10 rưỡi đêm rồi. Mọi người cũng đã lục tục về hết, không còn nhiều người đi hóng mát như lúc chiều tối. Xa xa là những quán cà phê, quán cà phê hát cho nhau nghe, rồi có những quán cà phê tĩnh lặng. Rồi phía đằng trước kia là qua cái rặng cây này là bờ sông Lô, ở đấy có những cái quán cá ăn ở trên thuyền rất chi là ngon. Họ chế biến đặc thù của Tuyên Quang, đặc biệt là món lộn cá thì không có gì mà chê được, họ làm rất ngon, rất ngon. Đây là nơi mà thường là chơi Tuyên Quang, họ tổ chức sự kiện là họ sẽ tổ chức ở tại đây. Cây đa Tân Trào, vâng, đây là biểu tượng cây đa Tân Trào và núi rừng Việt Bắc An Thuần Khu. Phải nói là gió rất là mát, mọi người có nghe tiếng cờ phần phật ở sau lưng tôi không ạ? Và gió rất là mát, to, rất là to. Cái này mà khi có sự kiện thì ánh đèn ở đây rực rỡ, nhìn rất chi là hoành tráng. Với cái quỹ đất ở trên này khá rộng nên là cái hội trường của người ta, cái quảng trường này nó rất chi là to, rất chi là quy củ. Tôi cũng chưa đếm được xem như là bao nhiêu bãi cỏ, bao nhiêu ô vuông có đại diện như ở Lăng Bác là đại diện cho bao nhiêu dân tộc của người Việt Nam hay không nữa. Chắc là có lẽ hẹn dịp khác sẽ đếm lại xem, hoặc là xem lại search trên Google xem thế nào. Và đây là các anh các chị khách du lịch, cũng có lẽ là ở xa. Tôi nghe có cả tiếng người Thanh Hóa, vâng ạ, có cái tiếng người Thanh Hóa. Anh các chị đến du lịch chắc là tối không ngủ được, muốn đi ngắm Thành Tuyên, vâng. Rất chi là thơ mộng, rất chi là mát mẻ.